Mến chào cô chú và anh chị. Đây là nhà thờ Tu Cha, nhà thờ của người đồng bào. Đây có tháp chuông rất là đẹp. Nhà thờ này do các cha dòng Vinh Sơn phụ trách. Tháp chuông nhìn rất là đồ sộ, giống như một cái tên lửa vậy. Trời hôm nay rất là gió, rất mong cô chú và anh chị thông cảm. Xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị đã theo dõi, rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết.